Ukraine nhìn nhận vai trò của Trung Quốc là trung lập thân Nga. Theo trang Al Jazeera, Tổng thống Zelensky có quan điểm khá chắc chắn về vai trò của Trung Quốc trong chiến sự, đối tác nặng ký duy nhất còn lại của Nga. Zelensky nói với Al Jazeera rằng Trung Quốc muốn tránh xa mớ hỗn độn này, họ sẽ không bao giờ công khai ủng hộ Nga. Khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bước sang tháng thứ 15, chính quyền Trung Quốc vẫn coi Tổng thống Putin là đồng minh chiến lược không thể thay thế. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn là nhà lãnh đạo toàn cầu duy nhất duy trì mối quan hệ thân thiết với ông Putin. Bắc Kinh đã sử dụng vị trí của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đẩy lùi các cuộc tấn công ngoại giao nhằm vào Điện Kremlin. Ông Tập chưa bao giờ lên án chiến tranh, thay vào đó gọi nó là một cuộc khủng hoảng. Theo các nhà quan sát Ukraine, quan điểm của Bắc Kinh gần đây mâu thuẫn và thiếu sót. Theo một số người, ông Tập nhìn cuộc xung đột Ukraine qua lăng kính của Đài Loan vì Trung Quốc từ lâu đã đe dọa làm cái gọi là thống nhất hòn đảo tự trị này với đại lục theo những cách có thể tương tự như cách mà Nga xâm chiếm Crimea. Trong khi Bắc Kinh đang tỏ ra mình là một bên giữ gìn hòa bình, thì các nhà quan sát nói rằng trên thực tế Bắc Kinh có thể đang cố gắng đóng băng cuộc chiến theo các điều kiện của Nga để cho phép nước này bổ sung kho vũ khí, đào tạo thêm quân nhân và chuyển nền kinh tế sang chế độ thời chiến. Nhà Hán học Petro Shevchenko thuộc Đại học Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân của Trung Quốc nói với Al Jazeera: Trung Quốc không cần một thỏa thuận đình chiến vô trương. Về nguyên tắc, điều đó sẽ giải quyết vấn đề đóng băng dưới một hình thức nào đó khi Ukraine không tuyên bố chiến tranh kết thúc. Bắc Kinh đã nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nên được duy trì vào tháng 2. Kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm của Trung Quốc đã vấp phải sự hoài nghi của các cường quốc phương Tây, trong khi kêu gọi đối thoại và chỉ trích khả năng leo thang hạt nhân. Kế hoạch này cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow và không thúc giục Nga rút quân. Ông Shevchenko cho biết, để thuyết phục Kyiv, Bắc Kinh sẽ dùng đến các thủ thuật quản lý kinh tế. Các công cụ kinh tế có thể bao gồm đóng góp cho việc phục hồi Ukraine sau chiến tranh và cho phép các nhà sản xuất thực phẩm Ukraine tiếp cận tốt hơn thị trường Trung Quốc. Năm 2017, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine. Trung Quốc mua lúa mì, ngô, động cơ phản lực và thép tấm và nhiều mặt hàng khác. Bắc Kinh cũng muốn Ukraine trở thành một trung tâm của dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ vành đai và con đường trải dài Á-Âu từ Pakistan đến Ba Lan. Tuy nhiên, Kyiv đã từ chối lời mời của chính quyền Trung Quốc sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nhưng theo chuyên gia Shevchenko, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối lời đề nghị hòa bình của Trung Quốc, ông Tập có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả máy bay không người lái và vi mạch. Động thái này có thể đặc biệt bất lợi cho nhiều loại vũ khí của Trung Quốc dựa trên nguyên mẫu của Liên Xô. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có thể ngầm thúc đẩy Triều Tiên và Iran gửi vũ khí và đạn dược tới Moscow. Cựu Ngoại trưởng Ukraine Volodymyr Orykhko cho rằng đây là điều mà Bắc Kinh sẽ không dám làm. Ông Orykhko nói với Al Jazeera: Trung Quốc không nên vượt qua ranh giới, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị. Nga, Ukraine, bế tắc, Bắc Kinh hưởng lợi. Thưa quý vị, ông Tập không quá cố gắng thúc đẩy cả hai bên tiến tới một thỏa thuận đình chiến. Ông muốn chờ đợi thời cơ của mình mà không bị lôi kéo quá sâu vào cuộc xung đột. Nhà phân tích Iga Tiskevich ở Kyiv nói với Al Jazeera rằng Nga đóng vai một kẻ lưu manh quốc tế làm rung chuyển trật tự thế giới. Mỹ và Trung Quốc được hưởng lợi từ quá trình này và sẽ tạo ra trật tự thế giới mới. Trung Quốc tiêu thụ hydrocarbon của Nga, sử dụng lãnh thổ của nước này làm bàn đạp tiến tới các thị trường châu Âu và khao khát sự giàu có ở Bắc Cực mà Moscow không thể tự mình khai thác. Ông Timos Umarov, chuyên gia của Carnegie Politica, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Berlin, bình luận: Tình trạng hiện tại là khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang cô lập Nga và tập thể phương Tây đang đầu tư sâu vào cuộc chiến, nhìn chung là Bắc Kinh đang hưởng lợi. Trong tình huống này, Mỹ không có khả năng bắt đầu một cuộc xung đột với Bắc Kinh để tìm ra những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và để đối đầu với chính quyền này, trong khi Nga ngày càng có nhiều thứ để cung cấp cho Bắc Kinh vì họ không có lựa chọn nào khác. Trung Quốc sẽ không ngại lặp lại thành công ngoại giao mà họ đã có vào tháng 3 khi làm trung gian cho việc nối lại quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Châu Âu hóa nước Nga. Bà Oleksandra Kurenenko, giáo viên vật lý tại một trường tư thục ở Kyiv cho biết, nếu Trung Quốc ủng hộ Nga công khai thì Nga sẽ thắng cuộc chiến, bà nói. Nhưng cho đến nay chúng tôi đang chiến thắng. Bắc Kinh thể hiện quan điểm trung lập, nhưng nhiều người ở Kyiv nghi ngờ thuật ngữ này. Alexander Meresko, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại tại Verkhovna Rada, Hạ viện Ukraine, nói với các nhà báo vào giữa tháng 5 rằng
Đây là một sự trung lập thân Nga khi Trung Quốc thực hiện việc chư hầu hóa Nga. Khi Moscow phải đối mặt với sự cô lập kinh tế và tẩy chay ngoại giao ngày càng tăng, vai trò của Nga với tư cách là một bên tham gia toàn cầu hoặc thậm chí là khu vực đang nhạt nhòa hơn và Bắc Kinh sẽ lấp đầy khoảng trống đó, ngay cả ở vùng đất thuộc Liên Xô cũ của Nga, từ Trung Á đến Belarus. Khi phương Tây giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt hạ khắc, Moscow đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu, khí đốt, than và gỗ sang Trung Quốc với giá chiết khấu. Các chuyến thăm Nga và Ukraine của quan chức Trung Quốc. Ông Tập đến thăm Moscow vào tháng 3, nhưng đã cắt ngắn chuyến đi. Ông cũng cản trở những kỳ vọng của Tổng thống Putin về việc ký kết các thỏa thuận đầu tư lớn và xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên mới đến Trung Quốc. Chỉ một tháng sau khi tới Moscow, ông Tập đã điện đàm cho Tổng thống Zelensky, và kết quả ngay lập tức là không đáng kể. Tóm tắt cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, ông Zelensky đã ca ngợi việc bổ nhiệm một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm làm đặc phái viên hòa bình, đặc biệt tại Kyiv, nhắc đến động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương. Nhà ngoại giao Trung Quốc Lý Huy từng là đại sứ tại Nga từ năm 2009 đến 2019. Ông nói thông thạo tiếng Nga, có quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin và thậm chí còn nhận được giải thưởng từ người đứng đầu Điện Kremlin. Nhưng đối với Kyiv, kiến thức về nước Nga như vậy là một lợi thế. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mikhailo Polodyak cho biết vào cuối tháng 4 rằng không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này hoàn toàn hiểu xã hội Nga, hoang dã như thế nào. Ông Lý Huy đã đến Kyiv vào ngày 16 tháng 5 và gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Văn phòng của Kuleba cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp. Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng xung đột. Cuộc họp kết thúc mà không có đột phá ngay lập tức. Thưa quý vị, nhà hoạt động dân chủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng xóa bỏ thảm sát Thiên An Môn và Đài Loan sẽ tổ chức tiệc tưởng niệm. Nhân dịp 34 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức họp báo tại Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan. Vào ngày 20 tháng 5, Hiệp hội các trường dân chủ Trung Quốc, Tổ chức Cải cách Tư pháp Dân sự, Liên minh Giám sát Thực thi Công ước Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế Đài Loan và các nhóm dân sự khác đã tổ chức họp báo. Các nhà hoạt động cho biết, ba chủ đề chính của chuỗi hoạt động ngày 4 tháng 6 năm nay là lên án chế độ độc tài, bảo vệ dân chủ và tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn và triển lãm nghệ thuật. Ban tổ chức nói rằng trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm một cách có hệ thống nhân quyền của các dân tộc thiểu số như Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Mông Cổ. Tất cả những người bất đồng chính kiến, trí thức, nhà báo, luật sư dám thách thức chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thậm chí cả những công dân bình thường đồng tình với dân chủ và tự do đều trở thành mục tiêu bị đàn áp và giám sát. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ quyền tự do ngôn luận và thông tin trong nước, khiến người dân khó tiếp cận thông tin bên ngoài, đồng thời làm trầm trọng thêm định kiến và hiểu lầm của người dân Trung Quốc về Đài Loan và thế giới. Ông Tăng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Học viện Dân chủ Trung Quốc nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi đường lối độc tài của mình sau sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989 và đã đàn áp nền dân chủ cũng như xã hội dân sự trong nước của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng sử dụng tẩy não và các phương pháp khác để xóa ký ức của người dân về ngày 4 tháng 6. Do đó, các tổ chức của Đài Loan đã tổ chức sự kiện ngày 4 tháng 6 để thể hiện trách nhiệm của Đài Loan đối với cộng đồng quốc tế và thế giới tự do sau quá trình dân chủ hóa. Đảng ngày 4 tháng 6 tại Đài Bắc là một mặt trận dân chủ để chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài. Nhà hoạt động Tăng Kiến Nguyên nhấn mạnh rằng năm tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan và các ứng cử viên từ tất cả các đảng phái chính trị sẽ tham gia. Tăng Kiến Nguyên hy vọng rằng các ứng cử viên Tổng thống của tất cả các đảng chính trị sẽ đến tham gia các hoạt động kỷ niệm hoặc bày tỏ lập trường của họ về sự kiện ngày 4 tháng 6. Theo nhà hoạt động Tăng Kiến Nguyên, cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào năm tới không chỉ là bầu ra một Tổng thống mới, cũng không phải là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, mà là sự đối đầu giữa chuyên quyền và dân chủ. Điều này có liên quan đến số phận của Đài Loan, và Tăng Kiến Nguyên hy vọng rằng Đài Loan có thể tiếp tục tiến lên trên con đường tự do và dân chủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống mới. Bà Khâu Y Linh, Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế chi nhánh Đài Loan cho biết, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục hạn chế các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân của sự kiện thảm sát Thiên An Môn ở Hồng Kông, nhưng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đến Đài Loan tham gia sự kiện này. Vì vậy, bà tin rằng những tiếng nói quan tâm đến ngày 4 tháng 6 sẽ không mất đi. Chuyển sang những tin tức về hội nghị thượng đỉnh G7. Thưa quý vị, G7 đồng thuận về cách tiếp cận chung, giảm rủi ro, không cắt đứt với Trung Quốc. Nhóm G7 hôm thứ Bảy 20 tháng 5 đã vạch ra cách tiếp cận chung đối với Trung Quốc, nhắm đến giảm thiểu rủi ro nhưng không cắt đứt sự gắn kết về kinh tế với một quốc gia được coi là công xưởng của thế giới.
Những người đứng đầu các nền dân chủ hàng đầu thế giới họp tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản nói rằng họ sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh, đồng thời giảm sự lệ thuộc và trao đổi thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các cách tiếp cận chính sách của chúng tôi không có chủ ý gây hại cho Trung Quốc. Chúng tôi không tìm cách cản trở sự phát triển và tiến bộ kinh tế của Trung Quốc, họ nói trong một thông cáo được đưa ra vào ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày. Chúng tôi không cắt đứt hay hướng nội. Đồng thời, chúng tôi nhìn nhận ra rằng để cho nền kinh tế có sự dẻo dai, đòi hỏi phải giảm rủi ro và đa dạng hóa. Các nhà lãnh đạo lưu ý rằng hợp tác với Trung Quốc là điều cần thiết, xét đến vai trò của nước này trong cộng đồng quốc tế và quy mô nền kinh tế, cũng như các lĩnh vực cùng quan tâm như khí hậu và các nỗ lực bảo vệ môi trường. Nhưng họ nói rằng họ sẽ thực hiện các bước để bảo vệ công nghệ nhạy cảm có thể đe dọa an ninh quốc gia mà không hạn chế quá mức về thương mại và đầu tư. Thông cáo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan là điều không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế. Trao đổi với các phóng viên trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho rằng không có điều gì trong tuyên bố của G7 lại gây ngạc nhiên cho Trung Quốc vì Bắc Kinh đã biết rõ những lo ngại của các thành viên G7. Cũng liên quan đến G7, mời quý vị đến với phần phân tích Thượng đỉnh G7 tam giác sắt đánh Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản và tổ chức các cuộc đàm phán để cùng đối phó với các mối đe dọa từ chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên cùng với những thách thức an ninh của Nga. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng liên minh giữa ba nước khó có thể thay đổi về chất, nhưng mối quan hệ tam giác sắt giữa ba quốc gia đã tác động đến sự sống còn của Bắc Kinh và sẽ hạn chế Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chuỗi đảo đầu tiên. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, một quan chức từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14 tháng 5 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 và hội đàm ba bên với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida để thảo luận về các biện pháp phối hợp chiến lược nhằm giải quyết các thách thức chung bao gồm mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Á của Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington, bà Mireya Solis, đã chỉ ra tại một cuộc thảo luận trực tuyến vào ngày 15 tháng 5 rằng hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra sau sự xích lại gần nhau trong quan hệ giữa Nhật Bản, Hàn Quốc với việc hai nước hiện cam kết hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh kinh tế và chia sẻ thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông John Kirby cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 16 tháng 5 rằng các nhà lãnh đạo G7 sẽ chứng minh rằng chúng ta có cách tiếp cận chung đối với các thách thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra, một cách tiếp cận dựa trên các giá trị chung. Làm thế nào để đối phó với các hoạt động cưỡng chế của Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế và an ninh chắc chắn là một trong những chủ đề chính được G7 thảo luận. Theo một báo cáo gần đây của Seoul China Morning Post, tờ báo quân sự của Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh nên duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trước sự hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu ba nước này thành lập một liên minh thống nhất, có khả năng họ sẽ tạo ra thế đối đầu ở Đông Bắc Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng đưa ra những lời lẽ gay gắt trong hai ngày liên tiếp. Đầu tiên là công kích Hoa Kỳ, sau đó là công kích Nhật Bản, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G7, do bị ám ảnh bởi các cuộc đối đầu. Về vấn đề này, tiến sĩ Tạ Điền, giáo sư tại Học viện Kinh doanh Icahn thuộc Đại học Nam Carolina, Hoa Kỳ, phân tích rằng hiện nay có vẻ như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực sự hình thành một tam giác sắt hoặc NATO nhỏ của châu Á. Và cuối cùng Úc, thậm chí cả Ấn Độ có thể được thêm vào để trở thành một NATO nhỏ trong châu Á, nhắm mục tiêu cụ thể là chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiến sĩ Tạ nói rằng, trong số đó, sự phát triển gần đây của một bước đột phá rất nhanh trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên điều này là do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Tôi nghĩ rằng ông ấy là một Tổng thống xem xét lại mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc từ một góc độ rộng lớn hơn và ở một tầm nhìn cao hơn. Ông thực sự nới lỏng rất nhiều yêu cầu khắc nghiệt của Tổng thống Hàn Quốc tiền nhiệm đối với Nhật Bản. Tiến sĩ Tạ Điền cũng tin rằng, khi Hàn Quốc và Nhật Bản đang đối mặt với các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên và thậm chí cả Nga, thì Seoul cần hợp tác chặt chẽ với Tokyo và Washington để cùng nhau chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài của Hàn Quốc. Theo tiến sĩ Tạ, ông Yoon Suk-yeol nên là người có đóng góp lớn nhất cho bước đột phá trong quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc lần này. Mối quan hệ tam giác sắt giữa Nhật Bản, Mỹ, Hàn về cơ bản có thể bảo đảm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị hạn chế trong chuỗi đảo thứ nhất, do đó tham vọng bành trướng thế giới của họ sẽ không thành công. Tiến sĩ Tạ Điền nói thêm rằng, từ các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, của Tiểu Vấn Hồng và những bài phát biểu phản ứng mạnh mẽ khác, chúng ta có thể thấy rằng tam giác sắt này thực sự rất hiệu quả và rất tích cực, và nó thực sự đã đánh vào các yếu tố quan trọng của Bắc Kinh. Một số chuyên gia về quan hệ quốc tế cho rằng, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc khó có thể thay đổi về chất trong thời gian ngắn và chính thức thành lập một liên minh,
nhưng họ có thể tăng cường hợp tác và phát triển khả năng tấn công tầm xa trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin tình báo, tham vấn hạt nhân và các trường hợp khẩn cấp ở eo biển Đài Loan. Kính thưa quý vị, các sĩ quan cấp cao của Ukraine trong ít nhất 7 tháng qua đã đặt câu hỏi về mệnh lệnh quân sự đằng sau mệnh lệnh của họ để giữ thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine. Công ty quân sự tư nhân của Nga Wagner hiện tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố, mặc dù Ukraine đã bác bỏ một phần báo cáo, nói rằng họ vẫn chiếm giữ một phần phía tây của thành phố. Nếu cuộc chiến giành Bakhmut thực sự sắp kết thúc, thì nó sẽ chấm dứt một chiến dịch tàn bạo dày đặc kéo dài hàng tháng trời. Tất cả các sĩ quan cấp cao của Ukraine đều nói rằng thành phố này không có giá trị chiến lược, một số thậm chí đặt câu hỏi về đạo đức của việc tiếp tục bảo vệ nó trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga. Những người khác nhận ra tầm quan trọng mang tính biểu tượng của việc thể hiện lập trường đặc biệt là khi nó trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và là một phép thử ý chí chính trị ở Kyiv, nơi Tổng thống Zelensky cam kết bảo vệ lập trường vô thời hạn đối với đất nước của mình. Từng nổi tiếng là nơi sản xuất rượu vang sủi tăm ngon nhất ở Ukraine, Bakhmut giờ đây đã trở nên khét tiếng và được những người lính chiến đấu ở cả hai bên mô tả là cỗ máy xay thịt. Các lực lượng Ukraine từ góc độ quân sự có khả năng ở một vị trí mạnh hơn so với trước khi họ rút khỏi trung tâm thị trấn. Họ đang kiểm soát lãnh thổ quan trọng ở sườn phía Bắc và phía Nam của Bakhmut và vùng đất cao ở phía Tây. Trong khi đó, tất cả những gì còn lại của Bakhmut và hầu như không có gì giờ đây là khu vực tự do bắn phá của Ukraine. Những nỗ lực của Nga để đầu tư nó bằng quân đội sẽ khiến binh lính của Putin trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa của Ukraine. Nói tóm lại, chiến thắng mà ông chủ Wagner đã tuyên bố ở thành phố nhỏ của Ukraine có thể là một trận hỏa hoạn, giành được với cái giá quá đắt để xứng đáng. Chuyển sang động thái khác. AFP đưa tin, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC hôm thứ Bảy cho biết, họ không nản lòng sau khi Nga đưa công tố viên Karim Khan vào danh sách truy nã vì ông này ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin. Tòa án có trụ sở tại La Hay, Hà Lan cho biết, trong một tuyên bố, ICC nhận thấy những biện pháp này là không thể chấp nhận được. Tòa án sẽ không đau núng trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp pháp của mình để bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất. Trước đó vào tháng 3, công tố viên của ICC Karim Khan đã ban hành lệnh bắt giữ Putin với cáo buộc tội ác chiến tranh và trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Tòa án tội phạm chiến tranh nói thêm rằng họ nhận thức được và quan ngại sâu sắc về các biện pháp cưỡng chế không chính đáng và phi lý của chính quyền Liên bang Nga. Tuyên bố của ICC kêu gọi 123 quốc gia thành viên của tòa án tăng cường nỗ lực để bảo vệ tòa án, các quan chức và nhân viên của tòa án. Nga, nước không phải là thành viên của ICC, trước đây đã nói rằng lệnh bắt giữ Putin là vô hiệu. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20 tháng 5, ẩn ý về thời gian sở hữu chiến đấu cơ F-16. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên Twitter: đến vào mùa thu này, bom tấn không quân vĩ đại nhất mọi thời đại, máy bay F-16 trên bầu trời Ukraine. Chúng ta sẽ bảo vệ bầu trời của chúng ta. Trang UNN cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông Jake Sullivan, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ sẽ cùng các đồng minh đào tạo phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, bao gồm cả F-16. Ông Yudip Sark, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng họ muốn có tổng cộng 40-50 chiến đấu cơ F-16, thành lập 3 hoặc 4 đội phi đội để bảo vệ bầu trời khỏi các cuộc ném bom của Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20 tháng 5 đã gọi chuyến thăm của ông Zelensky tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 là nhân tố thay đổi cuộc chơi, ông Macron nói. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội duy nhất để trao đổi với nhiều quốc gia từ phía Nam và bày tỏ tình hình, bày tỏ thông điệp và chia sẻ quan điểm. Tôi tin rằng nó có thể thay đổi cuộc chơi. Ông Macron nói thêm rằng Pháp sẽ ở bên Ukraine cho đến cùng. Cũng trong ngày 20 tháng 5, ông Macron đã gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima. Tổng thống Pháp đã tweet một đoạn video cho thấy ông đang tổ chức một cuộc họp với ông Zelensky và các quan chức Ukraine khác. Có thể nghe thấy ông Macron nói trong video rằng việc ông Zelensky đến Ả Rập Xê Út để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập trước khi đến hội nghị thượng đỉnh G7 là một ý tưởng rất hay. Như tin chúng tôi đã đưa, ông Zelensky đã đến hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào thứ Bảy trên máy bay của chính phủ Pháp. Thưa quý vị, tiếp sau đây là phần nội dung liên quan đến nền tảng xem trực tuyến Shenzhen Jupin, một bộ sưu tập tuyệt đẹp của những sáng tạo nghệ thuật từ Shenzhen. Hành trình xuyên suốt 5.000 năm văn hóa thần truyền Trung Hoa bắt đầu chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hãy đăng ký ngay bây giờ để âm nhạc và vũ điệu của Shenzhen lay chuyển bạn.
họ là chất xúc tác rất là mạnh vào tất cả những người say mê nghệ thuật, không phân biệt là ở quốc gia nào, tức là trên toàn thế giới, nơi đâu mà đoàn nghệ thuật này, theo cá nhân tôi mà đi qua, sẽ để lại một cái chất xúc tác mà những người làm nghệ thuật cần phải biết điều chỉnh như thế nào để phát triển nghệ thuật của quốc gia mình. Dạ, xin gửi đến khán giả gần xa, Thanh Bạch không có nhận tiền quảng cáo chương trình này, cho nên nói là cảm xúc trái tim chứ quý vị nghe hay quá chắc ông không nhận tiền quảng cáo. No. Theo tôi cái gì cũng quyến rũ, cái gì cũng lôi cuốn. Những vị thần múa thường phải là người múa nó công phu lắm, điêu luyện lắm và tuyệt vời lắm. Tôi dạy nhạc viện mà, đỉnh cao của nhân loại, đỉnh cao nhất của nhân loại là nghệ thuật. Hôm nay chúng ta đến tầng cao nhất rồi.